Từ vựng Unit 5 và 6 của giáo trình Achievers lớp 7 tiếng Anh tăng cường. The solar system. Astronomer. Nhà thiên văn học. Astronomy. Thiên văn học. Base. Căn cứ. Border. Đường biên giới. Cassowary. Đà điểu đầu màu. Đây là một loài chim lớn, nó không thể bay và nó sống chủ yếu ở Úc và Papua New Guinea các bạn nha. Claw, 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 móng vuốt. Complicated, complicated, nhấn âm một. Complicated, phức tạp, rối rắm. Các bạn lưu ý vào phần từ loại luôn nhé. Noun là danh từ, verb là động từ, adjective là tính từ, adverb trạng từ. Noun phrase có nghĩa là cụm danh từ, verb phrase cụm động từ, preposition giới từ, phrasal verb là động từ đi với một cái giới từ thì gọi là phrasal verb. Cuộc triển lãm. Exhibition. Exhibition. Các bạn lưu ý cái trọng âm nhé. Exhibition. Nhấn âm thứ ba. Fascinating. Fascinating. Nhấn âm một. Fascinating. Cực kỳ hấp dẫn. Tính từ. Fascinating. Có một cái tính từ đuôi ed của nó là fascinated. Fascinated là tính từ bị động, còn đây là tính từ chủ động các bạn nhé. Fascinating. I found the whole film fascinating. À, tôi nhận thấy cả bộ phim rất là hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn. Gravity, trọng lực. Gravity. Gravity. Jupiter, sao mộc. Jupiter. Jupiter. Magnet, magnet, nam châm. Mammal, mammal, động vật có vú như là con người, chó, cá voi thì là động vật có vú nha các bạn. Mars, Mars, sao hỏa. Sao hỏa còn được biết đến như là hành tinh đỏ. Mars is known as the red planet. Mercury. Mercury. Sao thủy. Nhiệt độ trên sao thủy có thể cao đến là 430 độ C các bạn. Mercury. Methane. 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 Đây là khí metan đó các bạn nha. À, tiếng Việt mình gọi là khí metan nhưng tiếng Anh đọc là methane. Methane. Đây là một cái loại khí tự nhiên, nó bao gồm chủ yếu là khí metan. À. Micro. Micro. Vi tiểu nhỏ, có nghĩa là rất rất là nhỏ ha, gọi là micro. Cực kỳ nhỏ luôn. Extremely small. Mnemonic. 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 Thuật ghi nhớ. Mnemonic. Mnemonic. Các bạn lưu ý cách viết của cái từ này nhé.
chữ M đầu tiên được ghi nhưng không được đọc. Mnemonic. Mnemonic. Thuật ghi nhớ. Ví dụ, để nhớ cái những cái liên từ như là for and nor but or yet so thì người ta gọi chung á gọi là fanboys. Nó là ký hiệu, nó là những cái từ chữ cái đầu tiên của chữ for and nor but or yet so, okay? Fanboys thì đây gọi là một cái kỹ thuật ghi nhớ, thuật ghi nhớ. Hoặc là các bạn muốn nhớ thứ tự của tính từ trước danh từ á, thì các bạn cũng có một cái kỹ thuật ghi nhớ đúng không? Opsacom á. Mummy, mummy là xác ướp. Mummy. Mummy. Muscle, muscle cơ bắp. Narrow, narrow. Not wide, không có rộng, là chật hẹp. Narrow. Neptune, Neptune. Sao Hải Vương. Ông thần biển đó các bạn. Thần biển. Neptune, Neptune. Sao Hải Vương được khám phá ra vào năm 1846. Neptune was discovered in 1846. Orbit, orbit. Bay quanh mà nó bay theo quỹ đạo các bạn. Orbit, orbit. The Earth takes 1 year to orbit the sun. Trái đất mất 1 năm để quay quanh mặt trời. Quay theo quỹ đạo quanh mặt trời. The Earth takes 1 year to orbit the sun. Ordinary. 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 Nghĩa là normal, usual, common. Bình thường các bạn nhé. Bình thường. Ordinary. Ordinary. Nhấn âm một. Ordinary. The book is about ordinary people. Quyển sách nói về những người bình thường. Những con người bình thường. Otter. Otter. Đây là một con động vật. Con rái cá các bạn. Otter. Otter. Parachute. Parachute. Lưu ý cái âm, cái chữ chờ này nè. Đọc thành âm. Sh. Parachute. Parachute. Dù để nhảy các bạn. Parachute. Have you ever tried parachute jumping? Các bạn, bạn đã bao giờ thử nhảy dù chưa? Plain. Plain. Đồng bằng, bình nguyên. À, là cái nơi mà nó bằng phẳng nha. Một khu vực rộng lớn bằng phẳng, một vùng đất rộng lớn bằng phẳng thì gọi là bình nguyên hay còn gọi là đồng bằng. Plane, plane, plane. Nó đọc giống như máy bay á các bạn. À, cái từ này ghi khác. Ghi khác, nghĩa khác nhưng đọc thì giống. Plane, plane. Not many people live out on the plain. Không có nhiều người sống ngoài đồng bằng. Ừ, có nghĩa là đa số mọi người sống ở đồng bằng đúng không nào? Sand dune, sand dune, sand dune, đụn cát, đồi cát. À, bạn nào đã đi đồi cát ở Phan Thiết thì chúng ta biết đồi cát là như thế nào ha? Sand dune, sand dune. Tourists really enjoy sliding from the top of the sand dunes. Du khách thật sự là thích trượt từ trên đỉnh của đồi cát xuống dưới chân đồi. À. Saturn, Saturn, sao thổ. Hành tinh thứ sáu trong hệ mặt trời. Shallow, shallow, nông cạn. Not deep, không có sâu ha, không có sâu. Not deep. Space probe. Space probe. Space probe. Tàu thăm dò vũ trụ không người lái. Tàu thăm dò vũ trụ không người lái. Space probe. Space probe. Uranus. Nhấn âm 1, Uranus. À, nếu các bạn nhấn âm 2, Uranus là bị sai nha. Uranus, 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 Uranus.
Uranus, sao thiên vương. Hành tinh thứ bảy trong hệ mặt trời. Venus, sao kim. Hành tinh gần trái đất nhất. Hành tinh thứ hai trong hệ mặt trời. Venus, Venus. Swap, swap, swap. Sorry các bạn, từ này đọc là warp, warp, warps, warps. Ông bắp cày. Warps, warps. Wasps, 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 wasps. Từ này hơi khó đọc đúng không các bạn? Ông bắp cày hay còn gọi là ông vò vẽ đó. Wasp, wasp, wasp. Nếu mà không gặp từ này thì chắc mình tưởng nó là ghi tắt của một cái chữ nào đúng không? Nhưng thật ra không phải, đây là ông vò vẽ hay còn gọi là ông bắp cày. Một con côn trùng nó bay được mà nó có thể đốt tim. Nó thường màu trắng và màu vàng. Sorry, màu đen và màu vàng các bạn. Ông bắp cày mà nó đốt, nếu mà đốt nhiều là bị nguy cơ chết người nha. Tại vì nọc độc của nó rất là mạnh. Unit 6 chúng ta có từ vựng. Alibi, 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 chứng cứ ngoại phạm. Alibi, alibi, nhấn âm một, alibi, alibi. He had a great alibi and the police let him go. Anh ta có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo và cảnh sát để anh ta đi. Burglar, 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 burglar. Trộm, đạo chích. Tên trộm, đạo chích. Burglar, burglar. Clue, clue. Manh mối. Clue, clue. Convincing, 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 convincing. Có sức thuyết phục. Đây là tính từ các bạn. Her explanation was very convincing. Sự giải thích, cái lời giải thích của cô ta thì rất là thuyết phục. Crime, crime, crime. Tội ác, việc vi phạm pháp luật. Crime. We need more police to fight crime. Chúng ta cần thêm cảnh sát để chiến đấu với tội phạm, chiến đấu với tội ác. Criminal, 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 tội phạm. Criminal là chỉ người các bạn, còn crime là chỉ vật. Crime, tội ác, cái này nó không có sờ chạm được các bạn nhé. Tội ác, crime, criminal. Hai cái này đều là danh từ nhưng nghĩ nó khác nhau các bạn. Crime, tội ác. Criminal là cái người thực hiện cái tội ác đó thì gọi là tội phạm. Criminal. Crumb, crumb, crumb. Các bạn lưu ý chữ bờ ở trong cái từ crumb này được ghi nhưng không có đọc. Crumb, crumb. Đó lý do tại sao cái âm cuối của nó là âm m, chữ m này các bạn. Crumb, crumb. Miếng, mẩu, vụn. Crumb. The floor was covered with crumbs after breakfast. Trên sàn nhà nó thì được phủ bởi những cái miếng mẩu vụn sau bữa ăn sáng. Escape, 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 trốn thoát, thoát khỏi. He escaped from prison this morning. Hắn ta trốn khỏi tù sáng nay. Fire extinguisher, fire extinguisher là cái bình chữa cháy đó các bạn. Fire extinguisher, extinguish là động từ có nghĩa là dập tắt, dập tắt. Cái đồ mà dập tắt lửa thì là bình cứu hỏa đúng không các bạn? Fire extinguisher. Make sure to have a mini fire extinguisher in your car. Hãy chắc rằng, hãy đảm bảo rằng có một cái bình cứu hỏa mini ở trong xe hơi của bạn. Graffiti, graffiti, nhấn âm hai. Graffiti, graffiti. À, đây là cái
các bạn đi ra ngoài đường các bạn hay thấy những cái hình vẽ gọi là chúng ta gọi là hình vẽ graffiti đúng không? Là những người ta hay vẽ bậy ở trên tường đó, người ta vẽ nhưng mà không phải là những hình thù nó xấu xấu đâu, nó kiểu như là kiểu chữ ha, hoặc là một cái hình vẽ thì cái đó là gọi là cái việc mà vẽ bậy vẽ lên tường á, việc viết vẽ lên tường thì cái đó gọi là graffiti. Graffiti. Ví dụ the subway walls are covered in graffiti. Cái bức tường của tàu điện ngầm thì được phủ bởi những hình vẽ. Ở Việt Nam mình thì cô cũng nghe các bạn gọi là hình vẽ graffiti không, nhưng mà cái này tiếng Anh nó đọc là nhấn vào âm hai nhé. Graffiti. 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 Guilty. 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 Đây là tính từ có tội. Ví dụ the police believe he is guilty. Cảnh sát tin rằng anh ta có tội. Guilty, tính từ guilty, có tội. Ví dụ nói là tôi không có tội. I'm not guilty. I'm not guilty. Handkerchief. 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 Khăn tay. Handkerchief. Handkerchief. Nhớ không một các bạn. Handkerchief. Handkerchief. Khăn tay. She took out her handkerchief and blew her nose loudly. Cô ta lấy ra cái khăn tay của mình và xì mũi rất là lớn, xì mũi mạnh rất là lớn tiếng á, ha, rất là tạo ra âm thanh lớn. She took out her handkerchief and blew her nose loudly. Blew her nose có nghĩa là xì mũi á các bạn. Identify, identify, nhấn âm hai, identify, identify, động từ. Nghĩa là xác nhận, nhận dạng. Identify. Identify. Các bạn hay y dài bằng y ngắn và thêm ed vô thì nó là tính từ ha, tính từ bị động. Unidentified flying object. Đó chính là UFO, vật thể bay không xác định ha. Innocent. Innocent. Innocent, nhấn âm một các bạn. Innocent. 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 Vô tội. Vô tội ha. Ngây thơ vô tội. Innocent. Ví dụ, đứa bé ngây thơ. The baby is innocent. Tôi ngây thơ. I am innocent. Anh ta không vô tội. He is not innocent. He is guilty. Investigate. Điều tra. Động từ investigate. Investigate. The local police are investigating the robbery. Cảnh sát địa phương đang điều tra cái vụ cướp. Jail. 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 Từ này các bạn đọc. Cái này là nhà giam đó các bạn. Nhà tù đó. Jail. 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 Jail, jail, nhà giam, nhà tù ha. He spent 3 years in jail. Anh ta ở tù 3 năm. Anh ta trải qua 3 năm trong tù, có nghĩa là anh ta ở tù 3 năm. Anh ta đã ở tù 3 năm, đây là thì quá khứ đơn nhé. Joyrider, joyrider, joyrider. Joy có nghĩa là niềm vui. Rider là cái thứ gì đó mà mình ngồi mình cưỡi lên đó các bạn. Thì cái này á, joy rider nghĩa là kẻ trộm xe và lái bạn mạng. Joy rider, joy rider nghe thì cũng có vẻ là nó không có liên quan gì đến cái nghĩa của tiếng Việt mình đúng không các bạn? Joy rider, joy rider. He was knocked down by a car driven by joyriders. Anh ta bị hạ gục bởi một cái chiếc xe mà chiếc xe đó nó được lái bởi một cái tên một cái kẻ trộm xe và nó lái bạt mạng. Cái kẻ trộm xe lái mạng có nghĩa là sau khi trộm xong chiếc xe thì thường á mấy cái tên đó là phóng rất là phóng nhanh, vốn phóng nhanh phóng để thoát khỏi đúng không? Để trốn đi đúng không? Cho nên là
thường á là dễ tung vào người khác lắm. Judge, 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 quan tòa, thẩm phán, đây là danh từ. The judge sentenced him to 5 years in prison, nghĩa là thẩm phán tuyên phạt anh ta 5 năm tù. Kidnap, kidnap, bắt cóc. The wife of a businessman has been kidnapped from her home. Người vợ của một doanh nhân đã bị bắt cóc ở nhà, từ nhà của cô ta. Mood, 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 tâm trạng. I'm in a good mood today. Có một cái tên thức uống đó, tên là good mood. Không biết các bạn đã thử chưa? Cô nghĩ chắc hẳn các bạn biết về cái thức uống này. Nó khá là ngon và nó cũng hơi là mắc tiền ha. Good mood, tâm trạng tốt, đúng không nào? I'm in a good mood today. I'm in a good mood today. Hôm nay tôi có tâm trạng tốt. Mood, mood, mug, 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 tên trấn lột, kẻ trấn lột. Mugger, mugger, mugger. Watch out for muggers, especially at night. Hãy cẩn thận những kẻ trấn lột, đặc biệt là vào ban đêm. Watch out, cẩn thận ha. Watch out, watch out. Number plate, bảng số xe. Plate là cái đĩa đúng không nào? Cái đĩa mà nó có cái con số trên đấy. Number plate, biển số xe các bạn. Number plate, number plate. Did you see the number plate of the car that hit you? Bạn có nhìn thấy cái biển số xe của cái chiếc xe mà nó tông vào bạn không? Nó đâm phải bạn không? Perception, perception, perception. Sự nhận thức, tri giác. What was your perception of the situation? Nhận thức của bạn về cái tình huống này là gì? Pickpocket, pickpocket. Pocket là cái túi, cái ví, cái túi đúng không? Cái túi mà mình, cái túi, túi quần, túi áo của mình thì gọi là pocket, đúng không nào? Pick là nhặt. Pickpocket có nghĩa là kẻ móc túi các bạn nhé. Pickpocket, pickpocket. A crowded train is a pickpocket's favorite place. Một cái chuyến tàu đông đúc thì là cái nơi yêu thích của những kẻ móc túi, của tên móc, của một kẻ móc túi ha. Possession, possession. Cậu ơi, đâu? Cái lúc nhạc thì tôi nhỏ lại. Possession, possession, tài sản các bạn. Possession, tài sản. Remember to take all your possessions with you when you leave the taxi. Hãy nhớ mang theo tất cả tài sản của bạn, tất cả đồ đạc của bạn khi bạn rời taxi. Robbery, robbery, vụ cướp. There was a bank robbery downtown today. Hôm nay có một vụ cướp ở trung tâm thành phố. Ở khu trung tâm các bạn, downtown có nghĩa là khu trung tâm, kiểu như ở Sài Gòn mình, nó ở thành phố Hồ Chí Minh thì có khu downtown, chính là quận quận 1, quận 3 đó các bạn. Shoplifter, shoplifter, kẻ ăn cắp vặt, có nghĩa là những kẻ mà vào trong shop á hay ăn trộm đồ á ha. Shoplifter, shoplifter. 55% of shoplifters say they started shoplifting in their teens. 55% những kẻ ăn cắp vặt nói rằng chúng bắt đầu ăn cắp vặt ở độ tuổi teen, là từ 13 đến 19. Smash, 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 smash. Đập nát, nghiền nát. Vandals had smashed all the windows. Vandals đã đập nát tất cả cửa sổ. Society, 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 xã hội. We live in a modern society. Chúng ta sống trong một xã hội văn minh hiện đại. Suspect, suspect, suspect. Nghi phạm. Danh từ các bạn, nó cũng là động từ luôn, động từ là nghi ngờ.
danh từ là nghi phạm. Suspect. Two suspects were arrested today in connection with the robbery. Hai nghi phạm bị bắt giữ hôm nay trong liên quan đến một cái vụ cướp. In connection with có nghĩa là liên quan đến các bạn nha, liên quan đến vụ cướp. In connection with the robbery. Thief, thief, kẻ trộm, kẻ cắp. Thief. Kẻ trộm là người mà ăn cắp đồ từ người khác hoặc là một cái nơi nào đó. Thief, thief, thieves. Đây là số nhiều các bạn nha, số nhiều. Thì các bạn thay chữ F bằng VES cho cô. Thief này là số ít. Thieves, số nhiều đây. Thieves broke into the shop and stole a lot of laptops and tablets. Những kẻ trộm đột nhập. Broke into có nghĩa đột nhập vào. Đột nhập vào trong cửa hàng và ăn cắp nhiều laptop và máy tính bảng. Till, till, till. Till là cái ngăn kéo của máy tính tiền các bạn. Till, till, till. Cái từ till này á, nếu mà không phải là danh từ á, mà nó là giới từ á, thì nó có nghĩa là cho đến khi các bạn, ví dụ như là mãi cho đến 10 giờ tối, till 10 p.m. Nhưng mà ở đây nó là danh từ thì có nghĩa là ngăn kéo tính tiền các bạn nhé. Till. Could you open the till and give me some change? Bạn có thể mở cái ngăn kéo máy tính tiền và đưa tôi một ít tiền lẻ được không? Change ở đây có nghĩa là tiền lẻ, tiền thừa, tiền thối. Could you open the till and give me some change? Valuable, valuable, valuable. Quý giá, có giá trị. Đây là tính từ các bạn nha. Có nghĩa là nó tốn nhiều tiền đó. À, nó giá trị nhiều tiền. Worth a lot of money. Someone broke into my house and took all my valuables. Ai đó đã đột nhập vào nhà của tôi và lấy đi tất cả đồ giá trị của tôi. Những món đồ quý giá của tôi. Valuables. Như vậy là cái danh từ, cái valuables này nè, nếu mà là tính từ thì nó có nghĩa là quý giá. Nhưng mà danh từ có nghĩa là đồ quý giá các bạn. Nhìn qua các bạn thấy valuables này nó có S không? Thì nó là danh từ nhé, đồ quý giá, đồ giá trị, valuables. Còn bên này á, nó là tính từ, valuable. Vandal, vandal là vandal là kẻ phá hoại các bạn. Hồi nãy chúng ta thấy có một cái câu ví dụ có cái chữ vandals đây. Vandals had smashed all the windows. Những kẻ phá hoại đã đập nát tất cả các cửa sổ. À, kẻ phá hoại này có nghĩa là nó đi phá đồ đạc, nó đi đập phá đồ đạc mà chỉ để cho vui thôi các bạn. Chứ đó thì gọi là vandals nhé. Vậy thì chúng ta gặp cái từ vandals ở đây. Vandals. Vandal danh từ, số ít, số nhiều thêm s vào. Vandals. Vandals smashed the windows and broke the door. Những kẻ phá hoại đập nát cửa sổ và đập vỡ cửa chính. À, cái broke là đập vỡ thôi, còn cái smashed này nè là đập nát luôn các bạn. Violence, violence danh từ, bạo lực, sự bạo lực. Violence, các bạn lưu ý cái đuôi CE nhé, còn nếu mà tính từ của nó là cái đuôi ET. Đây là tính từ của nó các bạn nhé. Violent là tính từ. Tính từ. Còn danh từ là cái đuôi CE, violence, phát âm S nha. Violence, violence. Đây, phát âm đuôi S, violence là danh từ, sự bạo lực. The police need to prevent violence in the city center at night. Cảnh sát cần ngăn chặn, prevent là ngăn chặn, cần ngăn chặn bạo lực trong thành phố, trung tâm thành phố vào ban đêm. City center. The police need to prevent violence in the city center at night. Witness. Witness. Các bạn đọc là witness, không phải là witness nha. Witness. 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 Nhân chứng. Danh từ witness. Nhân chứng là cái người mà nhìn thấy một cái tội ác hoặc là một cái tai nạn và có thể
kể lại, tường thuật lại cái gì nó đã xảy ra, mô tả cái gì đã xảy ra. A police officer is interviewing one of the witnesses. Một người cảnh sát, một người cảnh sát đang phỏng vấn một trong những nhân chứng. A police officer is interviewing one of the witnesses. Đó là toàn bộ từ vựng của Unit 5 và 6, chương trình Achievers lớp 7 nha các bạn ơi. Chúc các bạn ôn tập và học tốt. Rồi chúng ta nghe, đọc theo và viết xuống từ vựng mỗi từ ít nhất 3 đến 5 lần cho cô để chúng ta nhớ. Và bạn nào siêng thì chúng ta viết cả cái phần giải nghĩa nè, cái meaning và cái câu ví dụ example thì càng tốt nha. Câu ví dụ sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ nghĩa của cái từ đó, nó dùng trong cái bối cảnh nào, nó dùng trong cái trường hợp nào. À. Goodbye and see you. Hẹn gặp các bạn trong những bài học tiếp theo.